Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Trần Chí Cường và Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, huyện Hòa Vang chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi với những chuyển biến kinh tế xã hội của đất nước sau khi kiểm soát đại dịch COVID-19, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Quốc hội và Chính phủ. Cử tri cũng nêu lên nhiều vấn đề, đề nghị Quốc hội xem xét giải quyết thời gian tới như chế độ đối với hợp tác xã, nâng phụ cấp đối với các đối tượng chính sách, nâng mức lương cho cán bộ không chuyên trách ở xã, các vấn đề về y tế, giáo dục, an ninh mạng cũng như điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn. Đề nghị xem xét lại quy hoạch tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Hòa Tiến, nên điều chỉnh hướng đường sắt này dọc theo hướng cao tốc để tránh bị chia cắt khu vực của xã cũng như tránh chặn dòng thoát lũ trên địa bàn, và các giải pháp cụ thể để tác động đến môi trường cũng như đời sống của bà con nhân dân. Đề nghị Chính phủ có kế hoạch tăng cường kiểm soát thiết bị y tế cũng như thuốc chữa bệnh. Hiện nay các mặt hàng này quá đắt, một số nơi thiếu thuốc điều trị, trong khi người bệnh có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp cận được với các loại thuốc tốt, cần bắt buộc cấp giờ thuốc, kiểm thuốc tay, niêm yết giá thuốc để người dân biết, tiện cho việc giám sát. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan ban ngành theo phạm vi chức năng thẩm quyền sớm giải quyết những kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin làm rõ thêm đối với một số vấn đề cử tri quan tâm. Hiện nay thành phố trên cơ sở cái điều chỉnh quy hoạch chung mà Thủ tướng Chính phủ đã thông qua, thì tôi đề nghị Ủy ban thành phố, các đồng chí trong cái quá trình xây dựng cái quy hoạch phân khu và xây dựng quy hoạch ngành, thì các đồng chí lưu ý ý kiến của cử tri để xem xét một cách nó phù hợp và đảm bảo các cái yêu cầu về mặt quy hoạch tổng thể chung. Về ý kiến của các cử tri rất là quan tâm đến việc kiểm soát thuốc chữa bệnh, rồi thiết bị y tế, rồi có các cái cơ chế chính sách đặc thù đối với lại ngành y tế, rồi tăng cường lực lượng cán bộ y tế cũng như là các cái chế độ chính sách cho cán bộ y tế khi mà làm ngoài giờ vân vân. Thì đây không phải là chỉ là vấn đề của thành phố mà cử tri cả nước cũng đang hết sức quan tâm về vấn đề này. Đặc biệt là hiện nay đây cũng là những vấn đề mà Chính phủ rồi Quốc hội cũng đang có những cái biện pháp tháo gỡ giữa cái yêu cầu của cái việc thực hiện đáp ứng được cái nhu cầu người dân với các cái cơ chế chính sách, và đặc biệt là khắc phục cái tình trạng hiện nay nhân viên y tế là bỏ việc tương đối nhiều. Nội dung này thì cũng có đưa ra bàn tại hội nghị Trung ương vừa qua, và Trung ương cũng cho ý kiến Chính phủ phải có các cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng này trong cái thời gian tới. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của mình, ghi nhận và gửi gắm các kiến nghị của cử tri đến với các cấp có thẩm quyền, đồng thời mong muốn tin tưởng cử tri sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, đóng góp các ý kiến xây dựng thành phố, đất nước ngày càng giàu mạnh.